Tại sao nói vậy chi vậy? Đó, tại sao chúng ta không nói những lời nói thân thiện, yêu thương và trao cho nhau những lời im ái mái? Ai nhiều lần và làm không đạt yêu cầu thì mình làm sao cho đạt yêu cầu, mình bỏ tiền bỏ của ra hư mình làm lợi. Rồi tại sao chúng ta cứ không biết tận dụng những lúc đó? Thì có ta nói mình làm nhiều lần mới đầu sai, làm không đúng hoặc làm không đạt yêu cầu thì mình làm nhiều lần thì đạt yêu cầu thôi. Giống như chúng ta làm cái bánh muốn cho ngon thì chúng ta phải nêm nếm rồi nấu ngày nhiều lần thì từ từ có rút kinh nghiệm. Nè, ta nói nấu nướng cũng phải nè, lửa cũng phải biết cách canh lửa nè, rồi nước mình cũng canh bao nhiêu nước nè, rồi khi nêm nếm mình biết nếm sao cho vừa ăn nè, rồi cách mình coi hấp thế nào để cho bánh nó ngon nữa. Thầy nói không biết canh là nó khét như hư hết, dù có làm ngon cỡ nào mà không biết hấp cũng dở. Giống như thầy nói nấu xôi nè, nấu bánh bao nè, làm bánh làm kẹo mà không biết cách làm là lãng trái ấy. Bắt chước nhưng mà làm không được, học mà làm không thành công. Tại sao và tại sao chúng ta không làm gì? Mày quay vô đó, con trai nó yêu mà nó giấu mặt. Ông quỷ nè, mày làm điều gì mà gì à? Anh này thầy cho con hỏi như thầy á, hoặc là một số người thì thích thẩm mỹ nhưng ngược lại cũng có một số người là không thích thẩm mỹ. Người ta nói là thẩm mỹ là con dao hai lưỡi, thì theo thầy thì nghĩ sao về câu nói đó? Thì thầy nói rồi, câu nói trước và sau, đi và tới, lùi hay tiến, thì thầy nói lời nói có thể làm cho người ta vui vẻ, mà câu nói làm ác ý làm cho ta đau khổ. Chẳng hạn con lặp lại những câu nói con đang hỏi đi. Con hỏi là như thầy hoặc một số đông là rất thích thẩm mỹ, ta nói là bây giờ là thẩm mỹ là tiên tiến, làm sẽ đẹp hơn. Nhưng có ngược lại cũng có một số người người ta không thích. Người ta nói thẩm mỹ là con dao hai lưỡi. Thì theo thầy nghĩ sao về câu nói này? Dạ. Thì thầy nói rồi, thì cái gì cũng có hai mặt, mặt trái mặt phải đó. Một cái này họ vừa lòng, cái mặt kia không vừa lòng, rồi mặt kia họ thấy cảm thấy bực tức, và một mặt họ muốn đến với họ. Thì nói trong tứ phía bốn bề, thì phải nói vừa lòng người này thì là mít lòng người kia, mà mít lòng người kia thì làm cho người kia phải khách thú. Và cái người đang tức thì mình đợi những cơ hội mà lúc mình đang gặp nạn thì họ là vừa mày chưa, chết mày chưa, họ là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thẩm mỹ có phải là con dao hai lưỡi như người ta nói không thầy? Đúng rồi, là do cái tâm. Thầy nói thẩm mỹ không bao giờ xấu, mà do cái người chủ và nhân viên đó muốn làm xấu và cố tình hay không cố tình. Một nhân viên có tâm không bao giờ để người làm thẩm mỹ viện không đẹp. Lúc nào cũng sợ họ đau, sợ họ không vui, và sợ họ không đẹp, và sợ làm lỡ tay nó bị vi phạm làm xấu họ, thì mất uy tín, mất cái sự nghiệp, mất đi cái công việc làm của mình. Ta nói lương y như tự mẫu, mà mình chỉ cần sơ sẩy một chút xíu có thể ảnh hưởng sức khỏe con người, tính mạng con người và tài sản con người. Tại vì tài sản làm đẹp thì phải có tiền ta mới làm. Muốn làm đẹp thì phải bỏ tiền bỏ của, rồi cái người làm đó phải đẹp và phải bảo đảm tính mạng cả cuộc đời, không bị bệnh, không bị ung thư, không bị lỡ tai nó ảnh hưởng tới cái tính nó là đau trường hồn niên, và cái đẹp đó thành ra không đẹp. Miệng ta không méo làm cho méo. Cho cái miệng thầy méo, bây giờ bên bác sĩ đó sao thầy? Giờ hết méo rồi mà. Thấy cũng còn méo ấy thầy. Còn không? Còn. Tại thiếu răng khểnh đó. Giờ viết đơn kiện đi. Tại sao làm miễn phí cho sư phụ tôi mà vẫn bị méo? Làm miễn phí mới đẹp hơn, người ta mới phải hết thú. Chứ đâu phải có tiền có của là bình thường, mà giờ ta làm miễn phí cũng phải làm cho đẹp. Ví dụ vậy đi. Ví dụ nhân các con, cái đời giờ mà được miễn phí là quá hoài. Hả?
Thì thầy nói làm đẹp thì người xấu thì cũng cần có cái đẹp, và người xấu họ cũng cần có cái khen. Nhưng mà nhiều khi họ cái xấu họ tự ti, mặc cảm, và họ muốn dòm ai và họ không muốn ra được. Vì có những lúc họ chọc mình làm cái xấu hổ. Thì có những ai mà có những cảm giác mà xấu đi, và mình xấu thiệt đi, thì mình có thấy dám tự tin trước mọi người không? Họ không chê, họ không làm gì mình, nhưng mà không ai dòm mình và họ không thích nói chuyện tâm sự với mình. Họ thấy mình xấu quá, họ không muốn lợi gạt. Thì thầy nói giờ thấy cái bông đẹp, mình cũng muốn ngắm nhìn và muốn lấy, muốn ngắt, muốn cắt đem về. Còn cái bông mà nó xấu, mình nó chờ, nó cứ chặt dùng cỏ máy, không dòm, không ngó, không quan tâm tới nó. Thì người cũng vậy. Người xấu thường thường ít có ai quan tâm. Ta cũng tôn trọng mà ta không nói gì, nhưng mà ta lo lượng người đẹp ta nói không. Còn mình ngồi im mình, không ai nói, không ai chào. Không? Nằm điên khiêu khỉu một mình, xưa bóng bóng, bây giờ cũng bóng tanh. Nhưng mà khiêm cái tạc còn lanh chanh lách chanh, họ còn ghét khiêm nữa. Không, xấu mà xấu tứ bề, xấu đủ chỗ, xấu xấu ơ là xấu, xấu đơ, xấu đơn, xấu xấu vô duyên, xấu tồi tệ, xấu liệt diền, liệt chói, xấu ơ là xấu, 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 xấu. Còn người đẹp sao mà đẹp, ư là đẹp, 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 đẹp. Thời đó nó đẹp không chút chê. Đẹp mà khái mê, đẹp mà muốn về, đẹp mà muốn ôm, đẹp mà muốn hôn, đẹp mà muốn lấy thân thể ta. Sao em đẹp thế này? Sao anh đẹp thế kia? Trưng nè, sửa sạn mọi thứ luôn. Muốn gì thầy chịu đó. Ai thầy? Chỉ cần người bỏ 50 tỷ hoặc 100 tỷ dồn về cho xây chùa Bằng Thành, thì thầy sẽ lo cuộc đời hai ông đó luôn. Lo ăn có người hầu, xấu thầy đi khẩm cái diện, đẹp hết toàn diện. Con này chưa làm gì cho thầy, làm sao thầy đền ơn? Phải không? Muốn giúp người đó phải như thế nào ta mới giúp? Rồi muốn được lợi lạc thì mình phải như thế nào? Rồi mình muốn đẹp mình cũng phải như thế nào? Sao mà thầy lại nói vậy mà con là nghe, con chưa có thấy con nghe người ta nói là sao? Hai em đó đẹp lắm, thầy xấu thầy mới đi sửa. Con không hiểu sao giờ thầy trả lời không? Thì đúng rồi, thầy răng bị súng là xấu rồi đúng không? Thì thầy đi sửa, giờ thầy đen thầy tắm làm cho trắng, đó đúng. Thầy giờ thầy hành hổm giờ, hồi xưa tới giờ thầy xấu mấy ổng, thì giờ thầy muốn đẹp hơn mấy ổng thì thầy phải đi khẩm với diện. Người ta xấu thì che, tốt thì khoe. Thì giờ thầy muốn khoe thầy phải sửa sắc đẹp thì mới dám lộ diện, đúng không? Ổng đẹp lắm hả thầy? Ừ, chắc hai người đó đẹp lắm. Còn chưa. Thầy đi tìm đi. Muốn đẹp hay xấu là mỗi người có đến trực tiếp thì sẽ biết người đó đẹp hay xấu. Yeah. Gặp trực tiếp. Sợ thầy lắm. Nói giờ đưa tấm hình đi. Nhiều khi nó vô sớm nó làm trắng nõn. Trời, cũng nói gặp người này chắc trắng và đẹp lắm. Nhưng mà ở ngoài đời có ai trắng không? Rồi giờ chụp hình. Ông chụp, chụp ở dưới chụp lên đi, nó cao nhiều nghịu. Nhưng mà ngoài đời cũng thấy cho nó lùng đủng. Nhưng kè tự hiểu. Thấy không? Thầy nói giờ qua hình ảnh có thể là mặt xấu làm cho đẹp, mặt không mụn làm cho có mụn, mặt mụn làm cho không mụn. Rồi người khắp làm cho cao, người cao làm cho lùng đứng chứ bình thường. Rồi cái mặt mày đen nhưng mà nó lên mua đôi sớm là mặt mày trắng nõn. Đẹp hay sợ, mịn màng, da mịn màng như ngủ hoài. Thôi là cô cũng biết người mày sao á, đẹp không? Cái đó là phải khẳng định ở hoài. Cái việc đẹp xấu thầy không bao giờ tự khen, mà cũng họ khen khen thầy không quan tâm. Mình phải sống bằng chính mình, đừng làm việc ác, nên làm việc thiện và tu nhân tính đức. Họ đừng đụng chạm thầy thì không đụng chạm họ, còn họ cứ gây sự thầy thì thầy sẽ chống đối, chửi lại, quýnh lại. Mày chửi tao thì chửi lại, mày đánh tao tao đánh lại, mày đá tao tao đá lại. Nói sống công bằng. Giờ nè, tao đâu chọc mày đâu, mày chọc tao gì thì tao phải chửi. Còn giờ người ta không chọc mình, mày chọc người ta chứ tao đừng chửi. Nè giờ mày ra mày đường mày nói xấu người ta, thử coi tao quýnh mày không? Mày cầm cái miệng là mày không nói, có ai quýnh mày? Rồi giờ tự nhiên cái giờ mày mày ăn cắp,
mày không ăn cắp thì sao tao nói mày ăn cắp? Nếu mày ăn cắp mà không chứng minh được, tao bắt mày luôn, bắt ngược là mày. Dạ. Thì cái gì cũng có hai mặt của nó, tốt xấu thiện ác. Đừng nghĩ kham của người khác. Con người được kham là kham gì không? Kham giàu, kham có tiền, kham làm nhiều, rồi kham có xe, kham nhà lầu, kham chính bằng tài sản riêng mình làm mới gọi là kham đúng. Còn kham tài sản của ta mình lấy mình cấp là điều là vi phạm pháp luật. Chúng nên nói láo mà cứu người thì có lợi ích, mà nói láo để giết người ta, để hại đàn người ta, hoặc nói láo để mình nổ là nó không đúng. Ví dụ người ta hỏi mình có tiền không thì ok, thì người ta mới giúp cho mày công ăn việc làm, mày có tiền. Chứ mày không tiền cái mình cắp của người ta cái hồi nè tiền nè, hồi nãy không có giờ tao có này là vi phạm pháp luật. Còn mày giờ không tiền mà lát mày làm tới làm thì sao tới chịu, thì người ta trả lương mày có tiền, đó là tiền đúng và tiền có lợi ích và tiền chính đồng tiền lương thiện. Đó. Còn giờ mày cứu người, ví dụ đâu phải nhất thiết phải mày có tiền mới cứu người đâu. Ví dụ như giờ mày giúp cho họ công ăn việc làm là cứu người, rồi họ dốt bây giờ mày dạy cho họ biết chữ mày cứu người, rồi giờ ta đói mày cho ta miếng ăn miếng cơm ăn là mày cứu người, phải không? Rồi giờ mày ta không tiền, mày giúp cho ta có tiền là lao động. Đến đây đưa luôn. Trời ơi, này giỏi ghê không? Muốn cho sư cô bịt ngu như thầy sư cô. Ở trong phòng rồi. Giờ chắc bắp cũng có khi để bắp chuông nó bị hư rồi. Thôi để nó con đậy nó cũng được. Bác ra ăn coi cái thầy bỏ tu lạnh sáng mơ qua. Bảo không ăn thì thầy ăn. Ngon chưa? Dữ không? không, có lý không? Ăn ăn người khác ăn đó gì, giống như bán ngoài chợ mày không mua người khác mua, tự nhiên cái lợi ta không mua cái chữ ta hả? Không, ta nói là giống như con nè, muốn người ta giúp mình thì mình phải làm như thế nào, rồi muốn người ta mình có công ăn việc làm thì phải như thế nào. Quên cái tô đây, thấy không? Giờ muốn ăn nè, nó để cái đồ đây nè. Cái muỗng bằng đồng, cái đũa bằng đồng. Rất thôi thì cũng nhiều quá ba lần. Tự nhiên giờ đói cái tự nhiên cái xuất hiện được ăn.